Chẳng nề hà tuổi tác hay sức khỏe, một bí thư chi bộ ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ đã kịp thời phát hiện và cùng người dân địa phương bắt giữ đối tượng chuyên cắt trộm dây điện trên địa bàn. Hành động dũng cảm ấy đã được bà con nhớ đến như một tấm gương trong vây bắt tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự cho khu dân cư. Cho đến bây giờ, ông Mai Văn Tính, 60 tuổi, bí thư chi bộ khu dân cư số 13 phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, vẫn nhớ như in sự việc một nam thanh niên lạ mặt xuất hiện tại nơi mình đang sinh sống. Người này giả danh là thợ điện để cắt hết số dây điện được trang bị tại các cột điện trên địa bàn. Rất nhanh, ông Tính đã bàn với bà con ở khu dân cư đón chặn các lối ra nhằm vây bắt bằng được đối tượng. Sau khi khống chế đối tượng, ông Tính đã bàn giao cho cơ quan công an địa phương thụ lý điều tra. Đối tượng tên Mai Hồ Trường, 26 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tại cơ quan công an, Trường thừa nhận đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp dây điện trên địa bàn thành phố. Mỗi người dân là một chiến sĩ, hãy nhớ rằng mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mong là bà con mạnh mẽ lên và không sợ những cái vấn đề trên mà có bọn tội phạm mà ham dọa, mà mình phải mạnh mẽ để mà đoàn kết lại, để mà chúng ta sẽ đánh lùi đi những cái tệ nạn đó. Với thành tích xuất sắc này, cá nhân ông Mai Văn Tính đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ tặng thưởng giấy khen. Một hành động rất là dũng cảm, không có công cụ hỗ trợ nhưng mà cũng sẵn sàng, coi như là dấn thân mình. Các cái hành vi gọi là vi phạm pháp luật, người ta cũng sẽ chùn bước chùn chân nếu mà tiếp tục có cái suy nghĩ như thế. Cho nên một cái hành động trong cuộc sống thường ngày cũng không dễ gì mà có được. Hơn 25 năm gắn bó với vai trò bí thư chi bộ, ông Tính vẫn ngày ngày vận động bà con nhân dân ở nơi mình phụ trách tham gia các buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm. Với ông, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương là niềm vui và hạnh phúc.